những thông tin chính yếu cùng chương trình ngày mới. Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, lưỡng đảng sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi chiến thắng. Ukraine nói Nga còn lâu mới diệt được đường sống của Bakhmut. Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đóng cửa không phận với Armenia. Người dân làng Bích Họa Tam Thanh phản ứng với những tác phẩm mới. Tọa độ thế giới, G7 quyết tâm tước đi những viên kim cương của Tổng thống Putin. Tiêu điểm trong nước, đường sắt Nhổn ga Hà Nội thi công 3 ca xuyên lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Online toàn cảnh, nhiều phim chiếu rạp kêu cứu vì bị quay lén, livestream trên TikTok. Chuyện lạ thế giới, ông cụ người Nhật mở quán cà phê miễn phí cho người dân Kharkiv, Ukraine. Thu Thủy xin được chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình ngày mới, ngày 1 tháng 5 2023, cũng là ngày quốc tế lao động. Và người bạn dẫn của Thủy ngày hôm nay đó chính là chị Xuân Ngọc. Xin chào chị Xuân Ngọc. Xin chào chị Thu Thủy và xin chào tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với chương trình ngày mới. Và hiện tại thì chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Vì lẽ đó nên là mến chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ thật là ý nghĩa và đầy ấm áp bên gia đình và những người thân thương. Và không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với chương trình. Và trước hết sẽ là phần cập nhật tin nóng đầu ngày cùng với chị Thu Thủy. Mở đầu chuyên mục tin nóng đầu ngày sẽ là các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi đã khẳng định rằng các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa trong Quốc hội sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine cho đến khi nào quốc gia này giành chiến thắng trước Nga. Trong buổi phỏng vấn với đài AP, bà Pelosi nói rằng lưỡng đảng và lưỡng viện Hoa Kỳ đều ủng hộ sát cánh cùng Ukraine và người dân Mỹ ủng hộ nền dân chủ ở Ukraine. Tôi tin rằng các nghị sĩ sẽ hỗ trợ chính quyền Kiev cho đến khi nào chúng ta còn ủng hộ nền dân chủ, cho đến khi nào Ukraine giành thắng lợi. Theo bà Pelosi, thế giới đang chứng kiến cuộc chiến giữa dân chủ và chuyên quyền, biểu hiện rõ nhất cho điều đó là xung đột ở Ukraine. Bà Pelosi khẳng định thêm, chúng ta cần phải thắng và đưa cuộc tranh đấu đến một kết thúc tốt đẹp cho người dân Ukraine và người dân Mỹ. Ngày 1 tháng 5 2022, bà Pelosi đã đến thăm Ukraine, tức chỉ vài tháng sau khi nổ ra xung đột. Thời điểm đó, bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ, dẫn đầu một phái đoàn trực tiếp đến thủ đô Kiev. Mới đây, Ukraine tuyên bố Bakhmut còn lâu mới chiếm được đường sống của các binh sĩ Kiev tại thành trì Bakhmut. Đây vốn là con đường nối thị trấn Chasivya và Bakhmut và là tuyến tiếp tế chính cho các lực lượng Ukraine và người dân. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Đông, ông Serhiy Trevadze cho biết Nga đã loan tin chiếm giữ đường sống dẫn đến Bakhmut, nhưng thực tế lại khác. Giao tranh ở con đường hậu cần này vẫn cam go, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực để Nga không thể cắt đứt tuyến đường. Ông Trevadze cũng tiết lộ về việc các kỹ sư và nhân viên hậu cần của Ukraine đang cố gắng mở ra những con đường hậu cần mới. Những tuyến đường này sẽ tạo ra nguồn cung cấp vũ khí, thuốc men và thực phẩm cho Bakhmut. Ông Trevadze khẳng định các trận chiến khốc liệt vẫn diễn ra, nhưng các binh sĩ Kiev không hoảng loạn. Tình hình vẫn được kiểm soát. Ông cũng cho biết quân đội Nga phải điều thêm lính dù đến Bakhmut vì nhóm lính đánh thuê Wagner sắp kiệt quệ. Hôm 29 tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đóng cửa không phận với hãng hàng không giá rẻ FlyOne Armenia của Armenia mà không có bất kỳ thông báo trước nào. Thông tin được hãng thông tấn Armen Press đăng tải. Hãng thông tấn này dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị của FlyOne, ông Aram Ananian, nói rằng vì những lý do mà chúng tôi không thể hiểu được cũng như không có bằng chứng nào rõ ràng, các nhà chức trách hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ giấy phép cấp cho FlyOne Armenia, vốn để hãng khai thác các chuyến bay đến châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Ananian cho biết hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy chuyến mà không báo trước, khiến hãng FlyOne và hành khách rơi vào tình thế khó xử. Hãng FlyOne Armenia là công ty con của tập đoàn hàng không Moldovan FlyOne, bắt đầu hoạt động từ tháng 12-2021. Đến tháng 2-2023, ông Ananian chia sẻ rằng hãng có 5 máy bay Airbus và cung cấp chuyến bay cho 14 điểm đến tại 8 quốc gia châu Âu và Trung Đông.
Theo thông tin từ Reuters, chính quyền Ankara đã không còn giữ quan hệ ngoại giao hay thương mại với Armenia từ những năm 1990. Hai nước này mâu thuẫn vì Armenia cho rằng đế chế Ottoman, tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, đã sát hại 1,5 triệu người vào năm 1915. Armenia khẳng định điều này phải bị cấu thành tội diệt chủng, nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ sự kiện này. Hồi tháng 2 năm nay, một cửa khẩu giữa hai nước đã được mở lại lần đầu tiên sau 35 năm để vận chuyển hàng viện trợ cho các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp nối là một thông tin trong nước, thưa quý vị. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 3,6 triệu lượt người, gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng qua, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 196,6 ngàn tỷ đồng. Cụ thể, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất khi cán mốc 1 triệu lượt, tiếp theo là Mỹ với 263 ngàn lượt khách. Trong đó đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên ở vị trí thứ 3 với 252 ngàn lượt khách. Nguyên nhân của tín hiệu tích cực trên là do Trung Quốc đã mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ ngày 15 tháng 3, giúp thị trường này đạt 112 ngàn lượt trong tháng 4, tăng 61,5% so với tháng 3 và đạt mức tăng trưởng tốt nhất. Bên cạnh đó, trong tổng số gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không vẫn đạt cao nhất chiếm 88,7%, bằng đường bộ chiếm 10,1% và bằng đường biển chiếm 1,2%. Những ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao về một số tranh mới vẽ làng bích họa Tam Thanh ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, người dân làng này còn cho rằng các tác phẩm mới không phù hợp với bản sắc người dân miền biển. Cụ thể, làng bích họa Tam Thanh vừa được nhiều họa sĩ đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Nam vẽ thêm 25 bức tranh tường, 60 tranh trên chum vại, 55 tranh trên thuyền thúng. Bên cạnh đó còn có 9 tác phẩm điêu khắc. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng những tác phẩm này có hình thù khó hiểu và đề nghị xóa bỏ. Trước phản ứng của dư luận, trưởng nhóm họa sĩ tham gia vẽ tranh tại làng cộng đồng Tam Thanh cho biết, mục tiêu dài hạn là biến nơi đây thành điểm đến của du lịch và muốn làm được điều đó thì phải đa dạng từ phong cách, chất liệu cho đến thể loại các loại hình nghệ thuật. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến và xem xét để có phương án hài hòa, vừa lắng nghe người dân, vừa tôn trọng công sức của các họa sĩ đã đóng góp cho địa phương. Chuyển sang chuyên mục tọa độ thế giới, thưa quý vị, tờ Politico đưa tin các nước trong nhóm G7 đang thúc đẩy kế hoạch cấm giao dịch kim cương của Nga khi các nhà lãnh đạo của 7 nước chuẩn bị nhóm họp tại Nhật Bản trong tháng 5. Và kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều công nghệ tiên tiến giúp các nhà chức trách theo dõi đá quý trên toàn cầu. Cho đến hiện tại, Liên minh châu Âu đã ngừng áp đặt biện pháp trừng phạt lên ngành xuất khẩu kim cương của Nga, giống như các lĩnh vực khác, do lo ngại rằng lệnh cấm vận sẽ ảnh hưởng đến trung tâm giao dịch kim cương Antwerp của Bỉ. Một quan chức châu Âu nói với Politico, các nước G7 đã chuẩn bị biện pháp mới, đó là thực hiện cấm quốc tế đối với việc bán kim cương của Nga. Kế hoạch đã được sẵn sàng để công bố chi tiết tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Mục tiêu của G7 là ngăn Nga né tránh lệnh trừng phạt vì trước đó đã xuất hiện hoạt động nhập khẩu kim cương đã qua một lần xử lý của Nga, sau đó dán lại nhãn mới rồi bán khắp nơi trên thế giới. Công ty Spacecord của Thụy Sĩ mới đây cho biết họ đã có giải pháp cho vấn đề này, đó là một thiết bị có thể xác định nơi xuất xứ của từng viên kim cương. Công ty Spacecord vốn đã nổi tiếng với công việc theo dõi ngành công nghiệp kim cương toàn cầu. Giám đốc điều hành của công ty, ông Pablo Brutobaba cho biết họ đang thực hiện các bước tiếp theo để xác định cái gọi là DNA kim cương. Điều này nhằm mục đích xác định nguồn gốc thực sự của viên kim cương. Theo ông Brutobaba, Spacecord đang sở hữu công nghệ truy tìm nguồn gốc kim cương thông qua kiểm tra hình dáng, thành phần hóa học và tính quang học trên đó. Vì đá từ các khu vực sẽ có những điểm đặc trưng riêng. Theo vị quan chức châu Âu tiết lộ thông tin với Politico, công nghệ của Spacecord là một cuộc cách mạng và rất quan trọng đối với kế hoạch cấm vận kim cương Nga của G7. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển qua chuyên mục Chuyện lạ thế giới. Thưa quý vị, một người đàn ông lớn tuổi đến từ Nhật Bản đã mở quán cà phê miễn phí cho người dân thành phố Kharkiv, miền đông bắc Ukraine. Và thưa quý vị, giữa lúc hoạn nạn, những điều tốt lành thì luôn xuất hiện. Vì cảm động trước hoàn cảnh của người dân bị pháo kích và phải trú ẩn trong tàu điện ngầm, ông Fuminori Shuchiko đã quyết định ở lại Ukraine để làm điều gì đó có ý nghĩa.
Ông Sujiko năm nay đã 75 tuổi, đến từ Tokyo. Ông cho biết bản thân đã có nhiều tháng sống trong ga tàu điện ngầm ở Ukraine và làm tình nguyện viên phát thức ăn. Ông đã gặp một người Ukraine, cả hai đã cùng ở một quán cà phê miễn phí ở khu phố Sativka của thành phố Kharkov. Ông Sujiko chia sẻ số tiền để làm được điều này là nhờ người dân Nhật Bản đã quyên góp thông qua mạng xã hội. Từ tháng 6 đến tháng 12, tôi ở trong ga tàu điện dưới lòng đất và sinh hoạt cùng với nhiều người Ukraine. Ông cho biết quán cà phê tên Fumi Cafe phục vụ khoảng 500 người mỗi ngày. Ông đã đi du lịch đến Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đại sứ quán Nhật Bản thúc giục ông rời đi khi Nga chuẩn bị tiến quân vào Ukraine. Ông Sujiko có chạy đến thủ đô Warsaw của Ba Lan nhưng đã quay lại Ukraine 2 tháng sau đó. Một vị khách đến quán cà phê, cô Anna Topstopiatova, chia sẻ rằng cô đến quán để quyên góp. Thật tuyệt khi có những trái tim chân thành và tâm hồn rộng mở. Họ chịu hy sinh cuộc sống và thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Quân đội Ukraine đã thành công đẩy lùi Nga ra khỏi Kharkiv, nhưng đến nay thành phố vẫn hứng chịu các trận pháo kích. Những thông tin chính yếu tiếp theo, tiêu điểm trong nước, đường sắt Nhổn ga Hà Nội thi công 3 ca xuyên lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Online toàn cảnh, nhiều phim chiếu rạp kêu cứu vì bị quay lén, livestream trên TikTok. Người dân Hà Nội hào hứng trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí vé. Khánh thành đường bao biển đẹp nhất Việt Nam. Khai mạc festival dù lượng bay trên mùa nước đổ ở Yên Bái. Sách là bạn, đi tìm lẽ sống, những giá trị không phai nhạt theo thời gian. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội đã đạt 76,5%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đã đạt 99%. Và để nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết đoạn Nhổn ga Hà Nội sẽ làm việc bình thường và thi công 3 ca liên tục xuyên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Và đây cũng là nội dung của tiêu điểm trong nước hôm nay. Để quyết liệt bám sát tiến độ, dự án đã huy động 14 kỹ sư, 226 công nhân và khoảng 20 máy móc thiết bị chuyên dụng thi công 3 ca liên tục xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, các tổ, đội, công nhân tự nguyện tạm gác lại niềm vui sum họp gia đình, tập trung làm xuyên kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, việc thi công liên tục cũng để dự phòng cho những trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra trong tương lai như dịch bệnh hay mưa bão. Tôi đã thống nhất cùng với nhà thầu và tư vấn giám sát là sẽ quyết tâm thi công không có ngày nghỉ và thi công 3 ca liên tục để đảm bảo cái rút ngắn lại những cái thời gian đã bị hao phí. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian nghỉ lễ, một số hạng mục công việc chính sẽ được tập trung triển khai như tháo dỡ ván khuôn, lấp chống thấm tại khu vực Ram gần khách sạn Daegu, bảo dưỡng tấm bảng đính đoạn mới đổ bê tông, gia công cốt thép cho phân đoạn tiếp theo tại ga S10. Công trường đang thi công cái hạng mục rất quan trọng trên công trường liên quan đến cái phần kết cấu, thì đây là cái phần gần như là hạng mục chính của cái khu vực ga 11. Vào mùa bão thì cái việc ngập lụt trên công trường cũng gây khó khăn cho việc thi công. Tuy nhiên thì nhà thầu cũng khắc phục bằng cách là bố trí được bơm làm sao để thoát được nước để có mặt bằng thi công và càng ngày và càng đêm. Trong quá trình thi công, ban quản lý và tư vấn luôn đồng hành cùng nhà thầu, huy động kỹ sư giám sát để kiểm soát chất lượng và nghiệm thu từng bước thi công, bảo đảm mọi công việc không bị gián đoạn. Đồng thời, nhà thầu sẽ tuân thủ các yêu cầu về an toàn và chất lượng trong quá trình làm việc, và nhất là đối với công tác quan trắc và quản lý giao thông ở các khu vực công trường. Tiếp nối là cụm tin vắn trong nước. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, Hà Nội đã triển khai hỗ trợ kinh phí đối với các đơn vị kinh doanh xe buýt 2 tầng vận chuyển du khách miễn phí. Và cụ thể là trong thời gian từ ngày 29 tháng 4 tới ngày 3 tháng 5 năm 2023, Hà Nội sẽ tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City Tour. Theo đó, xe buýt 2 tầng tại Hà Nội, Hà Nội City Tour sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, được ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô từ trên cao và đến 30 danh thắng. Trong khi đó, vào ngày thường, nếu muốn trải nghiệm buýt 2 tầng, giá vé sẽ dao động theo từng tuyến khác nhau, nhưng thường rơi vào khoảng từ 150.000 tới 650.000 đồng, tùy thời gian hành khách đi trên xe.
Xe buýt khởi hành từ nhà hát lớn đi qua các điểm du lịch nổi tiếng như Tràng Tiền, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Lăng Bác, v.v. và trở về nhà hát lớn. Theo hình ảnh được ghi nhận, do mỗi chuyến chỉ có thể chở tối đa 54 khách nên nhiều người đã xếp hàng đến 3-4 tiếng đồng hồ để chờ đến lượt. Bên cạnh đó, mặc cho trời lất phất mưa nhưng mọi người vẫn xếp hàng rất nghiêm túc để có thể trải nghiệm dịch vụ này. Sáng ngày 30 tháng 4, thì tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành dự án hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, cảnh quan đường bao biển nối thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả. Dự án này được phê duyệt đầu năm 2018, có chiều dài toàn tuyến là 18,7 km và với tổng mức đầu tư trên 3.136 tỷ đồng. Dự án đường bao biển nối thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả có điểm đầu kết nối thông suốt với đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, đi qua các phường của thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, kết thúc tại cảng km 6 của thành phố Cẩm Phả. Đây được xem là tuyến đường du lịch ven biển hiện đại độc đáo ở Việt Nam bởi có sự kết hợp của núi và biển với những cảnh quan đặc sắc phong phú. Tại lễ khánh thành, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại, tăng tính hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước đến với các khu du lịch trong tỉnh. Đồng thời, dự án cũng thúc đẩy hoạt động du lịch tại địa phương, góp phần đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng nhanh tỷ trọng ngành du lịch dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu đã tổ chức thả hàng triệu con giống ra biển. Và cụ thể là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thả 4,2 triệu con tôm giống ra cửa biển Gành Hào tại huyện Đông Hải. Và đây là khu vực các loại giống thủy sản dễ sinh sống, có khả năng phục hồi và tái tạo. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu cho biết, tôm giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh con giống tôm sú trên địa bàn tỉnh đóng góp. Số tôm giống này đều đảm bảo đúng kích cỡ, khỏe mạnh và đã qua kiểm dịch, đảm bảo sinh trưởng tốt trong điều kiện tự nhiên. Được biết, trước đó, nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức thả hơn 6 triệu con tôm giống ra biển. Nguồn tôm giống này trị giá gần 1 tỷ đồng cũng được vận động từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống tài trợ. Thưa quý vị, vừa qua thì Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, Yên Bái vừa tổ chức khai mạc Festival Du Lượn Bay Trên Mùa Nước Đổ năm 2023. Và được biết thì đây là lần thứ 5 huyện Mù Cang Chải tổ chức Festival Du Lượn Bay Trên Mùa Nước và đã trở thành hoạt động thường niên, sản phẩm du lịch rất là hấp dẫn của huyện Mù Cang Chải. Điểm bay dù lượn Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Năm nay, Festival dù lượn Cao Phạ thu hút 30 phi công tham gia. Đây là một trong nhiều sự kiện nổi bật góp phần quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận vào năm 2020. Theo kế hoạch, các hoạt động du lịch mùa nước đổ diễn ra từ 30 tháng 4 đến hết tháng 5 2023 với nhiều hoạt động nổi bật như trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang từ nghệ thuật làm đất, đắp bờ đến gieo cấy, nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, thêu dệt thổ cẩm, v.v. Thưa quý vị, việc phim điện ảnh Việt Nam bị quay lén và đăng tải một cách vô tội vạ trên các nền tảng mạng xã hội như là TikTok hay là Facebook vốn đã trở thành vấn nạn nhức nhối. Và hai phim Việt chiếu vào dịp lễ 30 tháng 4 lại tiếp tục trở thành nạn nhân, khiến cho nhiều nhà sản xuất phải lên tiếng kêu cứu. Không đơn thuần là ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả, việc rò rỉ phim chiếu rạp trên mạng còn tác động trực tiếp đến doanh thu phim, thậm chí vô tình làm một bộ phận khán giả thiếu ý thức trở nên nhân luật. Mời quý vị cùng theo dõi online toàn cảnh ngay sau đây. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà sản xuất phim Lực Mặt Sáo Tấm Vé Định Mệnh đã lên tiếng kêu gọi khán giả báo cáo vi phạm khi lấy livestream phim. Song song đó, nhiều phân cảnh quan trọng trong Con Nhóc Mót Chồng cũng bị quay lén và đăng tải trên mạng gây bức xúc cho nhà sản xuất. Có thể thấy đây chỉ là hai nạn nhân mới nhất của vấn nạn quay lén, livestream rồi phát tán vô tội vạ khi phim đang công chiếu. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng này nói riêng và bảo vệ bản quyền trí tuệ trên môi trường số nói chung thì vẫn còn nhiều nhiêu khê. Cái hành vi mà ghi âm, bạn ghi âm, ghi hình đưa lên mạng xã hội như là Facebook hoặc là TikTok, những cái bản ghi âm ghi hình đó của chủ sở hữu quyền của các cái nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình đó thì có thể phạt
về mặt hành chính từ 15 tới 35 triệu đồng, hoặc là những cái thu lời bất chính, chẳng hạn như có những hành vi thu lời bất chính từ trên 300 triệu đồng, hoặc là gây ra thiệt hại cho các cái chủ sở hữu quyền nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình đó trên 500 triệu đồng, thì có thể là bị xử lý hình sự. Ở Việt Nam, vấn đề khi bị xâm phạm thì các cái chủ sở hữu những nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình đó cũng không kiện tụng, hoặc là chỉ nhắc nhở, hoặc là nhờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cảnh báo, chứ không có những cái hành vi như là khơi kiện ngay lập tức, đưa ra một cái mức bồi thường lớn làm cho những người vi phạm đó có sự lo sợ hoặc là không dám tái phạm. Tại một cuộc hội thảo về bản quyền phim điện ảnh và truyền hình ở Việt Nam, số liệu cho thấy có đến 40% các bộ phim chiếu rạp bị phát tán ngay sau khi công chiếu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ý thức tôn trọng bản quyền vẫn còn rất thấp. Việc sao chép, đánh cắp, chia sẻ sản phẩm, quyền tác giả của người khác mà chưa xin phép vẫn chưa bị lên án mạnh mẽ. Mặt khác, khi các thiết bị công nghệ ngày một tinh vi, thì việc ngăn chặn hành vi quay lén rất khó khăn và hầu như là không thể. Nói vi phạm bản quyền là nhẹ, chứ gần đó là một cái hình thức ăn cắp những cái thông tin, ăn cắp những cái văn hóa. Nên ở đây là có thể nó phải chịu những cái hình phạt mang tính hình sự ấy. Nhưng mà thật ra thì cái việc mà kiểm soát nó cũng rất là khó. Nhưng mà vẫn có thể kiểm soát được bằng cách là nếu họ phát tán lên mạng hay là chiếu lên các cái trang mạng thì mình có thể lần ra để tìm. Còn tiếp nữa thì chắc là vẫn phải tiếp tục kêu gọi cái ý thức thôi. Việc một bộ phim đang chiếu rạp mà bị tuồn ra ngoài sẽ khiến khán giả mất đi hứng thú để ra rạp xem trực tiếp, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của phim. Và khi việc kêu gọi ý thức xem phim văn minh chưa phát huy hiệu quả, có lẽ các nhà làm phim cần tối ưu các công cụ pháp lý để bảo vệ tác phẩm của mình. Đồng thời, các quy định xử phạt hành vi phát tán phim lậu cũng cần mang tính răn đe hơn, quyết liệt đến cùng để tránh tình trạng đánh trống bỏ ruồi. Đồng hành cùng chuyên mục Sách là Bạn là quyển sách Đi tìm lẽ sống của tác giả Viktor Frankl. Đây là một trong những cuốn sách kinh điển của tác giả đã tạo được tiếng vang lớn trong việc tạo động lực và cảm hứng sống cho người đọc trong nhiều thập kỷ qua. Và thưa quý vị, dành cho những ai đang mơ hồ và loay hoay với những định hướng của cuộc đời, thì đây sẽ là một cuốn sách phù hợp dành cho quý vị. Nội dung của cuốn sách này được tác giả chia thành hai phần chính, bao gồm phần đầu nói về những suy nghĩ và trải nghiệm của ông khi còn ở trong trại tập trung vì nạn diệt chủng Do Thái của phát xít Đức. Còn phần cuối sẽ là phần của tác giả đề cập đến những liệu pháp ý nghĩa mà ông đã nghiên cứu ra, trong đó có những quan sát vô cùng hiếm có về tâm lý của con người khi phải ở chốn địa ngục của trần gian. Cuốn sách vì vậy sẽ giúp bạn nhận ra được rằng khả năng sinh tồn và sức chịu đựng của con người là siêu việt vô hạn. Với những nội dung được chính tác giả chia sẻ, điều cốt lõi mà tác giả muốn truyền tải không phải là con người khi sống trong tận cùng của sự đau khổ và đen tối thì sẽ sống chết ra sao, mà đơn giản là mong muốn độc giả thấy được ý chí và bản lĩnh của con người sẽ như thế nào khi phải đối mặt trong những hoàn cảnh khắc nghiệt đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Nhi Lê để cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết hữu ích trên cả ba miền. Xin chào chị Nhi Lê. Chào quý vị đang theo dõi Thời tiết 24 giờ. Thưa quý vị, sau đây là những thông tin về tình hình thời tiết trên cả nước để giúp quý vị có thể chủ động hơn trong việc bố trí lịch trình đi lại cũng như là nghỉ ngơi hợp lý trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này. Cụ thể thì thời tiết tại khu vực của miền Bắc trong những ngày hôm nay thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông thì đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ dao động từ 22 đến 28 độ cho toàn miền. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó thì khu vực của Trung Bộ, trong ngày hôm nay thì mưa cũng sẽ tập trung chủ yếu ở phía Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với lượng mưa từ 20 đến 30mm. Trong khi đó, từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh, nhưng với tác động ở phần phía trước của khối không khí lạnh, nên trong chiều tối nay cũng sẽ có mưa rào và dông. Trong khi Bắc Bộ và miền Trung mưa dông thì người dân ở khu vực miền Nam lại đón những ngày lễ trong thời tiết nắng ráo.
Lúc này thì cả khu vực của Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng. Tuy nhiên ở khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng mạnh, nóng vẫn duy trì ở khoảng từ 11 đến 15 giờ chiều, kèm theo đó là chỉ số tia UV hay còn gọi là tia cực tím ở mức cực đại từ 11 đến 13, gây ảnh hưởng lớn cho da và mắt. Vì vậy quý vị nên lưu ý cần các biện pháp che chắn khi đi ra ngoài. Và sau đây sẽ là bản nền nhiệt độ tại các khu vực trên cả nước. Thưa quý vị, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 là khoảng thời gian Vườn Quốc gia Cúc Phương Ninh Bình trở thành một trong những điểm hẹn tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng mùa bươm bướm đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Và thưa quý vị, nơi đây thì có gần 400 loài bướm với đủ các loại màu sắc sặc sỡ khác nhau, tạo nên một thế giới hồ điệp huyền ảo chốn thần tiên ở ngay giữa đời thực. Vườn Quốc gia Cúc Phương nằm cách thành phố Hà Nội 120 km về hướng Tây Nam. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn. Đến với rừng Cúc Phương như lạc lối giữa cỏ cây hoa lá, hòa mình cùng làn suối nhỏ đang róc rách chảy đêm ngày. Nhưng có lẽ điều mà nhiều người mong chờ nhất ở rừng Cúc Phương là thời điểm cuối xuân, đầu hạ. Khi ấy là mùa bướm sinh sản, từng đàn bướm cứ thế tỉnh giấc, ào ào bay ra khỏi tán cây rừng, vẽ nên một khung cảnh đầy huyền ảo và mơ mộng mà bất cứ ai một lần được chiêm ngưỡng ắt hẳn sẽ không thể nào quên. Những đàn bướm di cư tới Cúc Phương chủ yếu là loài bướm trắng. Ngoài ra còn có những đàn bướm rừng đầy màu sắc như bướm phượng, bướm khế, v.v. Những chú bướm đậu thành đàn trắng xóa trên mặt đất, bay quanh từng bước chân của du khách, hòa cùng ánh mặt trời lấp lánh, khiến cả khu rừng trở nên lung linh, huyền ảo, cứ ngỡ đó là miền tiên cảnh. Những chú bướm lúc này chẳng khác nào người chủ nhà hiếu khách, cuốn lấy từng bước đi để chào mừng các vị khách quý đến đây. Hình ảnh về những đàn bướm rực rỡ sắc màu tại Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng đã kết thúc chương trình ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng những thông tin truyền tải đến quý vị ngày hôm nay sẽ hữu ích cho tất cả quý vị. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này sáng mai.